hai giờ tất cả các bạn khán giả. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn khán giả xe Honda Way RS đời cuối 2008. À, xe được cái rất là liền mạch, sạch sẽ, đi và bao rồi chưa đó. Chính chủ bao cũng bao tét bao cũng giấy sang tên bằng quốc tư. Em này nó có cái màu đen xanh, màu xanh đen rất là cứng cáp. Này hai tầng luôn. Cái xe còn nguyên zin, mặc dù nó nhìn nó cũng hơi ui ui một chút nhưng mà là zin nguyên bản. Zin hết từ trên xuống dưới, máy móc đầu nồi sạch sẽ. Mấy cái xe này thì đầu nồi chưa rớt thì chạy nó cực kỳ ngon luôn, các bạn bền, tin cậy rất là tốt luôn. Mua về chạy liền không lo sợ xe này là nồi đồng cối đá, máy móc là cực ngon. Đây xe này 2008 rồi, máy móc là nguyên zin, xe còn khá là liền mạch sạch sẽ. Honda Way RS biển số là 59F1 73227. Cái xe Honda Way RS sạch sẽ liền mạch, em mua về là đi liền, máy móc liền luôn. Xe là chính chủ, bao cái giấy sang tên, bao thử bao test, bao kiểm tra liền đầy đủ. À, máy móc là cực ngon. Sau cùng với các bạn, rồi xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.